Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, kính thưa quý đồng chí Việt Quốc, các bạn trẻ, và đặc biệt chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến quý vị và các bạn đang theo dõi tham dự chương trình lễ tưởng niệm anh hùng liệt nữ Yên Bái lần thứ 89 do cơ sở đảng tại Bắc California long trọng tổ chức hôm nay. Chúng tôi một lần nữa xin gửi lời chào đến các bạn đang theo dõi trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trước hết, thay mặt Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng kính lời chào mừng thật nồng nhiệt và trân trọng nhất đến toàn thể quý vị đang tham dự buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng Yên Bái đã hy sinh chính sinh mạng mình cho nền độc lập của nước nhà, và liệt nữ Nguyễn Thị Giang đã cũng tiếc sau khi chứng kiến tận mắt thực dân Pháp xử tử hình 13 anh hùng Yên Bái, trong đó có đảng trưởng Nguyễn Thái Học là người tình của nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Giang. Để thể hiện tinh thần trai đã trung thì gái phải trinh của một anh thư nước Việt, chúng ta tưởng niệm để tưởng nhớ và biết ơn những người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho nền độc lập của xứ sở Việt Nam. Và trong giờ phút này, chúng tôi chỉ biết kính mời tất cả quý vị cùng nhau tưởng nhớ về một sáng mờ sương của ngày 17 tháng 6 năm 1930, để thấy rằng sự hy sinh cao cả của các tiên liệt Việt Nam Quốc dân Đảng xứng đáng cho chúng ta đời đời tri ân và tưởng nhớ. Bởi vì khi ra pháp trường, đảng trưởng Nguyễn Thọc cũng như 12 đồng chí của ông đã dẫn dắt hô to Việt Nam muôn năm. Không một ai trong số họ hô Việt Nam Quốc dân Đảng muôn năm cả. Điều này chứng tỏ Tổ quốc trên hết và Việt Nam Quốc dân Đảng chỉ là phương tiện để phục vụ Tổ quốc Việt Nam mà thôi. Kính thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đến đây không chỉ để dự lễ tưởng niệm mà còn muốn biết Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi đang nghĩ gì và làm gì. Vậy tôi xin trình bày một cách tổng quát về những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm như sau. Thứ nhất, về hiện tình đất nước, quý vị đều luôn theo dõi tin tức thời sự ở trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí quốc tế cũng như Việt Nam, cho nên rất rõ cái hiện tình đất nước Việt Nam hôm nay. Cho nên chúng tôi xin vắn tắt cái nhận định như sau: dân tộc Việt Nam đang đối diện với hai kẻ thù hung hiểm, đó là nội thù Cộng sản Việt Nam đang cấu kết với giặc Tàu Trung Cộng để biến Việt Nam thành một tỉnh thuộc trị của Tàu. Đảng Cộng sản Việt Nam sau 44 năm thống trị toàn cõi Việt Nam đã để lại một dư đồ rách nát, xã hội băng hoại và suy đồi về mọi phương diện. Một hình ảnh phồn hoa giả tạo, thù phiếm được nổi lên một cách điên cuồng của những pha ủng hộ bóng đá, những cuộc thi ca nhạc, cuộc thi hoa hậu sắc đẹp, làm cho những người trẻ Việt Nam vô cảm, thờ ơ, họ sợ hãi, xa lánh chính trị. Đó chính là chủ trương của Cộng sản Việt Nam, để làm cho người dân thờ ơ trước cảnh quốc phá gia vong. Đó là hình thức che đậy những hành động làm tay sai bán nước, và đó cũng là mưu đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam làm mờ mắt quần chúng để dễ dàng cướp đoạt tài sản của người dân và biển thủ tài sản của quốc gia. Chúng đang banh gia sẽ thịt Tổ quốc Việt Nam, tiếp tay với tập đoàn Trung Cộng để khai thác cạn kiệt tài nguyên của đất nước, bất chấp tương lai của đất nước, miễn sao họ thâu tóm để làm giàu, rồi tẩu tán tài sản cướp được ra ngoài quốc, đưa vợ con, gia đình, người thân ra nước ngoài an nhàn hưởng thụ, còn người dân thấp cổ bé miệng thì chịu kiếm sống tôi đòi và rồi sẽ làm tôi mọi trong
khi bị nô lệ giặc Tàu. Cộng sản Việt Nam luôn khoe khoang thành tích, nhưng thực tế kinh tế Việt Nam năm 2018 được xếp vào hàng chậm tiến nhất hiện nay. Nhưng những thực cái trên kinh tế thì Việt Nam năm 2018 được xếp đứng thứ 152 trên toàn thế giới. Quân xâm lược Trung Cộng bất chấp mọi thủ đoạn từ tinh vi cho đến thâm độc, quyết tâm biến Việt Nam thành tỉnh thuộc trị của chúng, xâm lăng Biển Đông một cách trắng trợn. Hiện nay những vị trí quan trọng tại Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã cho tàu thuê mua dài hạn để biến các nơi đó thành những cứ điểm quân sự bí mật mà người Việt Nam không được lai vãng. Nền an ninh quốc gia thì mình bị tình báo Hoa Nam kiểm soát từ trung ương cho đến địa phương. Hiện nay Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam bằng cách không đánh mà dùng tiền để chiếm. Các thành phố lớn của Việt Nam tràn ngập người Hoa mua nhà, mua đất, mua cơ sở thương mại, và họ lại được sự bảo vệ bởi công an Cộng sản Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh bất cứ thời đại nào thế mạnh là quân Tàu xâm lược nước ta. Nay Trung Cộng là nước giàu thứ nhì trên thế giới, lại thêm một công cụ đắc lực, đó là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm tay sai bán nước, cho nên số phận Việt Nam của chúng ta như ngàn cân treo sợi tóc. Trước thực trạng này, nhiều người yêu nước tại quốc nội đã xuống đường biểu tình phản đối, nhưng đều bị Cộng sản Việt Nam trù dập, lên án, bắt bớ và giam cầm. Các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại đã ra tuyên ngôn tuyên cáo lên án nhà cầm quyền Việt Nam. Cuộc đấu tranh ròng rã suốt 44 năm nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể bởi nhiều yếu tố. Nhưng hai yếu tố quan trọng đó là người dân Việt Nam chưa vượt qua được nỗi sợ hãi và chưa có một tổ chức lãnh đạo có tầm cỡ để huy động được sức mạnh của toàn dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, tình hình Việt Nam là như vậy, còn tình hình thế giới liên quan đến Việt Nam ra làm sao? Trong khi tình hình Việt Nam ở trong một tình trạng bi thảm như vậy, thì các cường quốc trên thế giới vì quyền lợi của mình, họ đang ráo riết cạnh tranh quyền lực trên Biển Đông của chúng ta. Vô hình chung, Việt Nam sẽ trở thành một bãi chiến trường trong thế kỷ thứ 21. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đó là khẳng định của lịch sử, và một lần nữa được khẳng định bởi Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hay vào năm 2016. Thế mà Trung Cộng vẫn ngang nhiên chà đạp công ước quốc tế, công bố chủ quyền của Biển Đông là quyền lợi cốt lõi và sống còn của họ. Trung Cộng quyết tâm chiếm cho bằng được Biển Đông để làm đầu cầu thực hiện kế hoạch One Belt, One Road, một vành đai, một con đường, để Trung Cộng xâm lược nhiều nơi trên thế giới qua hình thức cho vay để làm bẫy nợ rồi chiếm đoạt tài sản và có khi chiếm cả quốc gia láng giềng khác nữa. Biển Đông không những là chủ quyền của Việt Nam mà còn là vùng biển quy tụ các quyền lợi kinh tế, quân sự to lớn của Hoa Kỳ và các cường quốc trên thế giới. Do vậy, việc xảy ra xung đột quyền lợi của các bên là một điều tất yếu. Nếu Trung Cộng từ bỏ mộng xâm chiếm Biển Đông thì chiến tranh khó tránh khỏi và Việt Nam sẽ trở thành bãi chiến trường. Thời gian qua, cuộc chiến thương mại do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động để trừng phạt và làm suy yếu nền kinh tế của Tàu Cộng. Chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã nêu rõ Trung Cộng là kẻ thù số 1 cần phải triệt hạ. Gần đây Hoa Kỳ đã ra tay quyết liệt hơn như tăng thuế 25% hàng nhập khẩu từ Trung Cộng, hối thúc chính phủ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính công ty Hoa Vi, để dẫn độ sang Hoa Kỳ xét xử, ra sắc lệnh cấm các công ty Hoa Kỳ giao thương với những công ty của Trung Cộng vì lý do an ninh quốc gia. Theo đó, hãng Google đã chấm dứt cung cấp dữ liệu cho công ty Hoa Vi. Vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, 13 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng đã đưa ra dự luật trừng phạt Biển Đông và Hoa Đông.
để chế tài những cá nhân hoặc công ty của Trung Cộng có liên hệ đến sự xâm lăng Biển Đông. Dự luật trừng phạt Biển Đông và Hoa Đông là một dự luật chúng ta cần phải ủng hộ. Với những hành động trừng phạt liên tục như vậy chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn để chứng tỏ Hoa Kỳ quyết tâm bẻ gãy tham vọng thống trị thế giới của quỷ kế một vành đai, một con đường và Made in China 2025, mà công ty Huawei và kỹ thuật công nghệ 5G đóng vai trò chủ yếu. Một vành đai, một con đường và Made in China 2025 là hai công cụ của Tập Cận Bình để thực hiện giấc mộng đại hán trong thế kỷ 21 này. Đó là giấc mộng bá đạo, xâm lược mềm, gây bất ổn thế giới, đánh cắp kỹ thuật công nghệ tối tân của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đang bị Hoa Kỳ và các nước tấn công và đập tan. Tình hình thế giới như vậy thì liên hệ đến Việt Nam như thế nào, kính thưa quý vị? Nó liên hệ một cách hết sức là mật thiết đến sự tồn vong của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Vì Việt Nam hiện là nạn nhân của quân xâm lăng Trung Cộng. Do vậy, bất kỳ chính quyền nào, quốc gia nào làm cho Trung Cộng suy yếu là gián tiếp giúp cho Việt Nam có cơ hội đánh đuổi quân xâm lược Bắc Phương ra khỏi bờ cõi của nước nhà Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hiện nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục tấn công Trung Cộng, nên chúng ta phải hỗ trợ chính sách này một cách mạnh mẽ để Tàu Cộng phải lâm vào bước đường cùng. Thưa quý vị, được như vậy, chính chúng ta đã giúp cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta thoát khỏi bóng ma Trung Cộng. Thưa quý vị, Việt Nam có một vị thế địa chính trị vô cùng trọng yếu. Biển Đông là trung tâm xung đột quyền lợi của Trung Cộng và Hoa Kỳ hiện nay. Vì quyền lợi tại Biển Đông nên hiện nay Hoa Kỳ tỏ ra ưu ái với chính quyền để lấy lòng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái mục đích Hoa Kỳ làm ngơ về vấn đề tài chính, hơn thế nữa họ làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để đưa Việt Nam vào quỹ đạo của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng trên chiến trường Biển Đông. Chúng ta ai cũng đều biết Hoa Kỳ họ đặt quyền lợi của quốc gia trên hết. Họ không có kẻ thù truyền kiếp, không có bạn lâu đời. Cho nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi Hoa Kỳ tỏ ra ưu ái và săn đón đối với Cộng sản Việt Nam hiện nay. Còn Cộng sản Việt Nam có một bản chất cực kỳ nguy hiểm là không bao giờ thay đổi. Đó là dù theo Tàu, theo Nga hay ngày nay họ có ngã theo Mỹ đi nữa, thì cái mục đích của họ là làm sao duy trì quyền lực cai trị độc tài để tiếp tục thống trị, bóc lột tận xương tủy của người dân, chứ không bao giờ đi theo con đường tự do dân chủ mà toàn dân Việt Nam hằng mong đợi. Trước thực trạng như vậy thì chúng ta cần phải làm gì, thưa quý vị? Mặc dù Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ, nội bộ đấu đá kịch liệt, Lò Bác, Nguyễn Phú Trọng đang đốt củi Nam không chính nghĩa, mất lòng dân, nhưng so với lực lượng đấu tranh thì họ vẫn còn mạnh, bởi vì họ đàn áp rất dã man. Mặt khác, Cộng sản Việt Nam có rất nhiều phương tiện, thủ đoạn để xâm nhập vào cộng đồng hải ngoại, gây phân hóa và vô hiệu hóa nhiều tổ chức ở tại hải ngoại. Phần lớn công cuộc đấu tranh tại hải ngoại là để chống đỡ, mà chúng ta biết một khi chống đỡ chúng ta ở trong thế bị động. Khi chúng ta chủ động thì chúng ta mới được nắm được cái phần thắng lợi. Do vậy, Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi xin đề ra cái chiến lược đấu tranh như sau. Việt Nam Quốc dân Đảng đã, đang và sẽ tiếp tục khai triển chiến lược đấu tranh diễn biến hòa bình để quyết tâm giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Diễn biến hòa bình là cuộc đấu tranh không khói súng để chống lại tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Đây là một cuộc chiến không khoan nhượng, không hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi tạo dựng mặt trận tự diễn biến trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam.
diễn biến hòa bình, không dùng vũ lực chiến tranh, nhưng tùy theo tình hình, đấu tranh bắt bạo động hay bạo động đều được sử dụng để giải thể chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam. Để thể hiện sách lược đó, Việt Nam Quốc dân đảng có những chủ trương đối với đồng bào quốc nội, hải ngoại và đối với những người trong lòng chế độ Cộng sản như sau. Tại quốc nội, hiện nay đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động bí mật, đồng hành cùng đồng bào, đẩy mạnh công cuộc đấu tranh xuống đường chống Trung Cộng xâm lược, chống đàn áp tôn giáo, chống những khai thác làm hại môi trường, thực hiện những việc chống lại bất công áp bức đang xảy ra khắp nơi, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, rút tỉa những kinh nghiệm máu xương trong những lần xuống đường biểu tình trước đây, đặc biệt là vào tháng 6 năm 2018 vừa qua. Và trong những ngày qua, tại Hồng Kông đã có những cuộc xuống đường có quy mô gần 2 triệu người. Đó là những bài học quý giá để tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước học hỏi kinh nghiệm để làm sao chúng ta đấu tranh không bị tổn thất nhiều mà gặt hái được thành quả to lớn. Và tại hải ngoại, sau khi Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi tổ chức thành công đại hội thống nhất toàn đảng vào tháng 4 năm 2016, đây là một sự kiện lịch sử vì đáp ứng được sự mong đợi của các thế hệ Việt Quốc trong và ngoài nước, tạo niềm tin không những cho đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng mà còn xem sự thống nhất như là một nền tảng hợp tác với các chính đảng, các tổ chức đấu tranh với tập thể người Việt quốc gia chân chính, thành một liên minh vững mạnh để vận động sự yểm trợ quốc tế một cách có hiệu quả để ủng hộ đồng bào đang đấu tranh tại quốc nội. Đoàn kết là sức mạnh, đó là chân lý. Kể từ ngày thống nhất toàn đảng đến nay đã 3 năm với những thành quả hết sức khích lệ. Không dừng lại việc thống nhất toàn đảng mà Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi đã tích cực tham gia vận động thành lập tổ chức Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ, gồm các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong và ngoài nước. Hiện nay Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ đang trên đà phát triển và thành lập cơ sở khắp nơi tại hải ngoại. Một ngày không xa, tổ chức sẽ chính thức ra mắt đồng bào khắp nơi. Chúng tôi tin tưởng Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ sẽ huy động được sức mạnh tổng lực của toàn dân để trực diện đối đầu, đấu tranh, giải thể chế độ phi nhân phản tộc của Cộng sản Việt Nam. Đối với những người trong hàng ngũ Cộng sản Việt Nam, để tránh sự đổ máu không cần thiết, Việt Nam Quốc dân đảng khẩn thiết kêu gọi đảng viên Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là quân đội và công an, hãy thức tỉnh, mau rời bỏ hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng tay sai bán nước cho ngoại bang, để về trong lòng dân tộc, chống lại quân xâm lược Bắc Phương. Đó là cơ hội duy nhất để thể hiện lòng yêu nước, thực tâm phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Khi các bạn thực sự rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để trở về trong lòng dân tộc thì quyền lợi của quý bạn mới được bảo đảm, con cháu các bạn mới có tương lai. Và sau đây là những đề nghị để đấu tranh bằng những việc làm cụ thể tại hải ngoại và quốc nội. Kính thưa quý vị, hô hào chống cộng chung chung sẽ không thuyết phục được đại đa số quần chúng. Cần phải hiểu rõ ước nguyện của đồng bào trong và ngoài nước. Cần phải có những việc làm cụ thể tác động đến quyền lợi đời sống của người dân, vận động người dân mạnh dạn đứng lên đòi hỏi tài sản bị nhà cầm quyền Cộng sản cưỡng chiếm, đòi giảm giá điện, giá xăng tăng cao quá mức, dẹp bỏ các trạm BOT chỉ với mục đích thâu tiền mãi lộ một cách vô tội vạ, đòi lại tài sản của các tôn giáo bị chiếm đoạt, chống lại người Tàu mua bất động sản tại Việt Nam, lên án những ai tiếp tay cho giặc Tàu mua nhà, mua đất cho người Hoa. Tại hải ngoại, vận động các đạo luật về Biển Đông ủng hộ Thượng viện Hoa Kỳ về đạo luật chế tài cá nhân hay tổ chức Trung Cộng xâm lược Biển Đông, thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ thực thi mạnh mẽ đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 2017 để chế tài những quan chức Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Những công việc làm nêu trên nếu được thực hiện một cách liên tục, có tổ chức
có lớp lang sẽ đem đến niềm tin mạnh mẽ cho đồng bào trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy người dân vượt qua được nỗi sợ hãi, can đảm đứng lên đấu tranh thay đổi chế độ, và ngày tàn của Cộng sản Việt Nam sẽ không còn xa nữa. Kính thưa quý vị, tuổi trẻ Việt Nam đang chuyển mình. Người dân Việt Nam đã quá ngán ngẩm chế độ Cộng sản Việt Nam. Ai ai cũng đều mong muốn thay đổi chế độ. Khi có một tổ chức chính trị có viễn kiến, có nhân sự lãnh đạo uy tín, có những dự án xây dựng quốc gia thiết thực mang lại tươi sáng cho Việt Nam trong tương lai, thì Việt Nam tất sẽ có những thay đổi nhất định. Thưa quý vị, đừng chờ ai bật đèn xanh cho chúng ta. Tương lai của dân tộc phải do chính người Việt Nam định đoạt. Đành rằng sự yểm trợ của quốc tế là vô cùng cần thiết, nhưng sức mạnh của người dân mới là chính yếu. Và sức mạnh tổng lực của toàn dân mới tạo được vũ khí hùng mạnh để cho dân tộc Việt Nam có thể tự cứu mình. Và thưa quý vị, một dân tộc mà mình chỉ nhờ cậy vào ngoại bang không tự cứu mình thì dân tộc đó không xứng đáng để hưởng được tự do, dân chủ và hạnh phúc. Và sau hết, thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam dù theo Tàu, theo Nga hay ngã theo Mỹ mà vẫn giữ cái sự độc tài toàn trị, thì Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi sẽ cùng toàn dân tiếp tục đấu tranh để giải thể chế độ phi nhân bản phản dân tộc của Cộng sản Việt Nam, để đem lại tự do, hạnh phúc thực sự cho toàn dân Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị và xin trân trọng kính chào.